Chí Kinh tế hàng tuần lại đến với quý khán thính giả trong ngày thứ năm hôm nay, một lần nữa với sự cộng tác của giáo sư và kinh tế gia Đinh Xuân Quân, người đại tránh Quân ạ. Trước hết, xin chào quý khán thính giả của Đài Lý Thường Sài Gòn TV. Xin chào anh Thụy. Hôm nay chúng tôi nói về kinh tế hiện tại và chính sách về kinh tế của các ứng viên Tổng thống Trump, Kamala Harris sẽ như thế nào. Tuy nhiên đầu tiên mình đến trong tuần lễ này đó thì các con số về lạm phát tiếp tục giảm rất tốt đúng, đẹp. Yeah. Đúng, tôi thấy là nhất là cái lạm phát mà về nghĩa là wholesale là gì, nghĩa là bán sỉ đó, yeah, giá sỉ đó thì là xuống, mà người ta tiên đoán là nó cao hơn mà nó lại dưới cái mức mà tiên đoán. Thì như vậy đó là một cái tốt, rất là tốt, là tại vì ai cũng nghĩ và tôi cũng nghĩ là tháng 9 này thì Fed sẽ giảm lãi suất. Anh nghĩ bao nhiêu? Có người nói là có thể tới nửa chấm luôn nữa. Có thể được. Tại sao thì tại vì họ đợi hơi lâu. nhiều người thì muốn là làm đi cho rồi đi. Làm từ tháng 7 á. Đúng. Mà không làm thì bây giờ thì cắt sắp. Thì nghĩa là tôi nghĩ là độ có thể. Cái tác động của cái việc giảm lãi suất nó sẽ như thế nào? Về các lĩnh vực nào nếu mà giảm lãi suất vào tháng 9 tới đây? Tôi thấy là có người sẽ kêu là gian. Bây giờ đợi tới gần ra tranh cử tổng thống rồi. Như vậy là thiên vị, nhưng mà thật ra Fed đâu có phải như vậy. Thế nào cũng có người kêu là thiên vị, tại sao bây giờ giảm đó thì là có người có lợi, đúng không? Đó là cái người cầm chính quyền hiện giờ còn nắm quyền là có lợi, nhưng mà cái đó không đúng, tại vì Fed đã trong nhiều tháng trì hoãn cái chuyện này. Họ muốn thấy một cái gì nó rõ ràng hơn thì họ mới làm, chứ không phải là vì vấn đề bà này hay ông kia. Nhưng mà đó là câu hỏi về ảnh hưởng của cái quyết định liên quan tới chính trị. Vâng. Nhưng mà cái ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu thụ, tới nền kinh tế Mỹ là như thế nào khi mà giảm lãi suất như thế? Thì nó cũng phải có thời gian. Về mặt kinh tế đó. Yeah. Về mặt kinh tế thì nó cũng có thời gian. Cái mà có lợi nhất đó, tôi thấy là cái người mua nhà. Là có lợi nhất. Hoặc mua xe. Nói chung những cái gì mà liên quan tới phân lời đó, vâng, thì lại có lợi vào mặt những người đi tiêu thụ. Nhưng mà ở đây đó, nó cũng phải, đây tôi cũng phải nhiều tháng nó mới có ảnh hưởng, nó mới rõ ràng hơn, chứ không có liền. Nhưng mà ngay lập tức thì thị trường chứng khoán thì mình sẽ thấy là nó sẽ tăng. Nhà cửa thì là cái lợi nhất, là cái mình thấy. Bởi vì chỉ trong có thể là qua đêm thôi. Vâng, thì là giá nó xuống, giá nghĩa là lãi suất xuống, là lãi suất xuống liền. Vâng, vâng. Yeah. Nhưng mà cái đó nó chỉ cho một cái khu vực rất là, một cái ngành rất là đặc biệt thôi. Hay là ngành nhà cửa, người ta mua nhà ở hay là mua nhà về để buôn bán, để làm business. Thì thật ra nó chỉ là địa ốc thì nó ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng mà tất cả cái kia thì nó phải có thời gian. Tại vì chẳng hạn như anh là, đầu tư, nhưng anh mà mượn tiền để bây giờ đầu tư. Công ty đó đó, bây giờ các công ty họ xuống qua đêm đó, họ đang canh, họ chờ để mà họ mượn nợ để bằng chứng công ty. Vâng. Thì họ có thể vâng, nhảy vào ký hợp đồng mượn ký nhà, hợp đồng, nhưng mà cũng phải nợ. Mấy tháng sau thì mới thấy được những cái ảnh hưởng mà nghĩa là trực tiếp. Thì anh biết là kinh tế nó không có cái gì nó dễ hết á, không có cái gì mà như vậy là trong nếu mà giảm lãi suất vào tháng 9 thì đến tháng 11, tháng 12 thì đúng vào ngày vậy. Vì vậy tôi nói với anh trước là thể nào cũng có người la lỗi là thiên vị, tại sao bây giờ anh giảm lãi suất? Nhưng mà đó là ảnh hưởng về chính trị, thưa anh. Đó là bên phía ông Trump hoặc là đảng Cộng hòa chỉ trích. Vâng. Nhưng mà chính ông Trump thậm chí ông nói ông còn muốn nhúng tay vào cái việc, như ông đã từng tuyên bố, nếu mà tôi làm tổng thống thì tôi sẽ áp lực được, để quỹ dự trữ liên bang giảm lãi suất, chứ không có chờ lâu đến như thế đâu. Nhưng mà như cái vậy đó là nói không, như vậy thì họ nói thôi chứ vâng, không ai làm được cái chuyện đó cả. Vâng. Tại vì muốn làm đó thì phải có quốc hội, mà quốc hội chắc thì muốn cái đó. Đó, tại vì đó là lấy cái ngoài cái là lấy quyền của Fed. Thì phải có Thượng viện và Hạ viện bằng lòng với được. Còn không được,
không có thì không được đâu. Ông Tổng thống chỉ có thể đưa ra những cái sắc lệnh tạm thời và kích thích một cái điều gì đó thôi. Hay là cái đường lối, ông ta là lúc nào sắc lệnh Tổng thống đó, là phải đưa cái đường lối ra, nhưng thôi. Mà muốn thay đổi mà ảnh hưởng đến ảnh hưởng cả đâu. Nền kinh tế của nước Mỹ thì không. Không được đâu, không được đâu. Tại vì dù muốn dù không, xứ Mỹ là cái xứ pháp trị, nghĩa là lúc nào cũng phải có luật lệ đàng hoàng, không có luật lệ người ta đâu có nghe, đúng không? Mà như vậy đó, mình phải hiểu nó là nó công bằng hơn, nó rất là công bằng, là tại vì không có người nào có thể tự mình quyết định được hết, không có người nào mà có thể thành độc tài được. Đây nó là phải, mà anh biết chính ở Fed cũng vậy. Ở Fed đó là 15, 16 ông là nghĩa là chủ tịch Fed của nghĩa là địa phương, rồi họ ngồi lại với nhau xong rồi họ bàn rồi họ bầu, chứ đâu có phải tự nhiên mà có được liền, đâu có phải là ông Powell mà quyết định được đâu. Anh nhớ cái thời gian cũng trong tạp chí Kinh tế hàng tuần này và kể cả tin nổi bật nữa. Vâng. Trước khi ông Biden nhường đuốc cho bà Kamala đó, tôi đã lên đây tôi đặt vấn đề là bởi vì trong các cuộc thăm dò đó, lúc đó cử tri ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump. Vâng. Họ chỉ trích ông Biden. Mặc dù tôi hỏi anh và anh nói, anh khẳng định đó là nền kinh tế rất ổn định, lạm phát rồi sẽ xuống. Vâng. Nhưng mà bởi vì nó không xuống nhiều, không xuống như người ta muốn. Đúng. Cho nên những thành phần đi làm đó, họ nói làm tháng nào hết tháng đó. Nhưng mà cái điều oái oăm ở đây đó là họ tiêu xài quá dữ luôn. Họ vẫn tiêu xài và họ chỉ trích tôi xài nhưng mà lạm phát quá cao, cho nên tháng nào tôi lãnh lương về là hết tháng đó. Thì đó là cái điều nghịch lý. Và đó là lý do tại sao người ta chỉ trích ông Biden, mặc dù cái nền kinh tế đang vững chãi. Số 1 kinh tế Mỹ là vẫn là số 1 thế giới và vẫn bị chỉ trích. Thì ở đây đó, chúng ta nếu mà đi vào chi tiết nữa thì anh phải đừng có quên đó, mỗi tiểu bang nó mỗi khác nữa. Chứ không phải là chỉ có vấn đề nói chung như vậy thôi. Nói chung đấy là người tiêu thụ Hoa Kỳ xài rất là nhiều, đó là một. Cái thứ hai đó, nhưng mà nếu mà anh ở California thì khác, nhưng mà anh ở thôn quê thì nó lại khác. Đó, cái giá cả nó đúng. Khác sâu xa. Đúng. Cách một đường biên giới sang tới Arizona thôi, thấy giá xăng nó giảm tới $1 luôn đó. Đúng. Yeah. Tại sao mình dễ hiểu thôi. Arizona mà xăng nó xuống tới rất là rẻ. Tại sao mình hiểu thôi? Tại vì bên này đó họ muốn cho nghĩa là không khí sạch sẽ hơn, phải quá, nó thêm. Hawaii với California trả giá xăng đắt nhất. Vâng. Tuy nhiên một cái điều tôi rất ngạc nhiên thưa quý vị, và nhiều người cũng ngạc nhiên lắm, theo một cái thăm dò của Financial Times và Michigan đều cho thấy, mặc dầu tôi hơi ngạc nhiên là cử tri chưa biết chính sách của bà Kamala về kinh tế sẽ như thế nào. Đúng. Nhưng mà khi họ tới họ lại tin tưởng, họ lại nghĩ rằng nếu mà bà lên làm tổng thống đó thì là cái nền kinh tế vẫn vững chãi như thường. Thì thật ra thì anh nói anh nghĩ sao về cái tôi thấy cái chuyện đó thì nó cũng Times. Tại vì trước hết á, cái quan trọng trong cái chính sách kinh tế đó là đâu có phải là ông tổng thống hay bà tổng thống quyết định hết. Họ có ông bà bộ hiện giờ thì vẫn bà Yellen vẫn làm, dù mấy người mà về Jerome thương mại Powell thì từ thời ông Trump cho tới thời ông Biden vẫn tiếp thành tục làm chủ tịch. Những cái người đó là họ vẫn tiếp tục giữ một cái chính sách nó liên tục. Và như vậy đó mình thấy là Hoa Kỳ đã không có làm ẩu được, không có tùy cơ ứng biến được. Lúc nào người ta cũng tính trước và người ta tính rất là lâu dài. Nếu mà làm cái này thì 2-3 năm nữa thì sao? 2-3 năm tới nữa thì sao? Thì họ tính hết. Và nhờ vậy mà cả thế giới họ dựa vào kinh tế Hoa Kỳ để làm ăn với Hoa Kỳ và các nước khác nữa. Từ nhiều tháng qua và thậm chí từ năm 2016, kết quả bầu cử mà nghiêng về ông Trump, bởi vì lúc đó cử tri vẫn tin tưởng nếu ông Trump lên á, sẽ giúp thay đổi cái cục diện kinh tế mà họ không tin bà Clinton có thể làm được điều đó. Và thậm chí bước vào năm 2024, 2020 thì họ không chọn ông Trump bởi vì cái tình trạng kinh tế suy sụp do COVID-19 không đúng. Phải lỗi của ông và ông mà lỗi COVID-19. Đúng. Nhưng mà cử tri lúc đó họ không cần quan tâm.
Chán rồi. Họ bỏ phiếu cho ông Biden. Chúng tôi ngay trở lại ngay sau phần quảng cáo thưa quý vị.